Xin chào bạn cùng trở lại với F8. Đây là video mình bổ sung để lưu ý với các bạn là ở bài học sau, các bạn hãy cài đặt thư viện React và Redome ở phiên bản 17 thay vì phiên bản 18 các bạn nhé. Đây, bài sau là bài tạo dự án React cộng Webpack đây. Thì ở cái giây 7 phút 30. Đây, 7 phút 30 nhá. Xem nào, 6:30 này, 7:30 này. Đây, cái đoạn này. Cái đoạn mà mình hướng dẫn các bạn ở cái đầu mục số 5 này này, cài đặt React và Redome này. Thì ở cái phần blog ấy, ngày xưa mình lại viết là npm install React cách Redome như này, tức là không chỉ định rõ cái phiên bản của nó. Thì lúc đấy nó tự động kéo cái phiên bản mới nhất về. Và thời điểm mình quay cái video đó ấy, nó rơi vào phiên bản 17 là mới nhất. Thì bây giờ nó là 18 rồi. Thì bây giờ đầu tiên ấy là mình sẽ đi update lại bài blog này. Các bạn kéo xuống mô tả video này nhá. Đấy. Mình có để sẵn cho các bạn cái phần install, mình đã thêm cái phần chỉ định phiên bản là A+17 vào đây. Đó, để các bạn copy thay vì các bạn copy giống ở trong cái video này. Nhưng để an toàn ấy thì mình cũng sẽ mở cái bài blog này lên. Rồi mình chỉnh sửa nó. Mình sẽ xem nào. React này, React DOM này, đây chính là cái đoạn này. Mình sẽ thêm cái câu cài vào cho nó đúng nhá. Đây mình sẽ dùng cái câu này. Đó. Đến bây giờ thì cái trừ save này nó cũng không cần nữa, các bạn bỏ đi thì vẫn tự lưu vào package.json thôi, nó cũng không quan trọng lắm nhé. Cho vào nó cũng không có lỗi đâu. Rồi bây giờ tìm kiếm xem nào. Đây. Thì bây giờ ấy, các bạn mở blog lên, các bạn copy thì nó đã câu chuẩn rồi, nó sẽ cài phiên bản 17.0.2. Đấy, thay vì ở trong cái video ngày xưa thì mình hướng dẫn, ngày đấy mình chưa sửa cái blog, thế nên là nó để trần như này, nó sẽ tự lấy bản mới nhất các bạn nhé. Ok, lưu ý một chút như vậy giúp mình thôi. Cảm ơn các bạn, xin chào.